Chào anh em, Nguyễn Hàng cùng các bạn đã tiếp tục trở lại với kênh mua bán xe tải cũ của bên mình. Ngày mới kính chúc anh em, Nguyễn Hàng của bạn giàu sức khỏe và có nhiều thành công trong công việc cũng như là cuộc sống. Một ngày tràn đầy năng lượng và tràn ngập tiếng cười. Ngày hôm nay mình có một siêu phẩm đến từ Hàn Quốc, một chiếc xe nhập khẩu nguyên chiếc từ Hàn Quốc đời 2000, muốn mang đến cho anh em quý hàng của bạn thưởng thức trong video ngày hôm nay. Một chiếc xe tải với tải trọng là 1 tấn 250, chiều dài của cái thùng đây là thùng mưa bạc 3m4 và chiều ngang là 1m650 và chiều cao là 1m750 thùng mưa bạc. Vỏ lốp với gai cũng còn rất là cao nha anh em. Thì đường kính mâm bánh trước là 16 inch, vỏ 6.5. Nội thất cũng còn rất là sạch sẽ và rất là đẹp, đời sâu nhưng mà xe máy rất là dễ nổ, rất là đẹp. Nội thất cabin nói chung cũng rất là tạm ổn với cái mẫu xe tải này. Xe tải giá rất là bình dân cho anh em, quý hàng của các bạn có thể mua về để mình lập nghiệp với một cái xe tải thương hiệu Kia, nó chạy cũng rất là bền, ít hư hỏng vặt, phụ tùng máy hơi cũng rất là nhiều. Với cái mẫu xe tải Kia K3000 nhập khẩu nguyên chiếc như này, thùng mưa bạc sàn sắt, thùng tiêu chuẩn bằng sắt thôi anh em, nhưng mà nhìn thùng cũng còn rất là cứng cáp lắm. Bánh sau đường kính mâm là 13 inch, vỏ 5.5, bánh sau nhỏ hơn bánh trước, bánh sau là bánh đôi. Xe này khả năng đề ba rất là mạnh, chạy cũng rất là sướng và rất là khỏe với cái mẫu xe tải Kia K3000 tải nhẹ như thế này, 1 tấn 2, hơn 3m4, thùng mưa bạc tiêu chuẩn thôi anh em. Như anh em thấy cái mẫu xe tải nhỏ gọn xinh xắn này thì cái này xem xe trải nghiệm và lái thử, nó cảm thấy phù hợp thì có thể đem nó về phục vụ để kinh doanh vận tải vận chuyển hóa của anh em quý hàng của các bạn. Một siêu phẩm nhập khẩu nguyên chiếc đến từ Hàn Quốc, chiếc một chiếc xe tải Kia K3000 đời 2000, khối lượng tổng bộ em nói là 3,6 tấn, khối lượng bản thân là 2,1 tấn. Ghế bọc da 3 chỗ ngồi, kính chỉnh điện, khóa cửa trung tâm rất đầy đủ, vô lăng có trợ lực rất là nhẹ nhàng, hộp số 5 số tiến và số lùi. Nói chung là mọi tính năng cơ bản trên chiếc xe tải thì xe này hội tụ cũng rất là đầy đủ luôn nha anh em. Xe này mưa chỉ bị chạy thôi, không cần phải làm gì thêm, đăng kiểm vẫn còn nha anh em, xe này vẫn còn đăng kiểm nè, mưa chỉ bị chạy thôi, không cần phải làm gì thêm nha. Nói chung là mọi thứ còn rất là sạch sẽ và rất là tươm tắp với cái mẫu xe tải Kia này. Với trang bị khối động cơ Kia 2.9 lít công suất đạt 66 kW điện từ 4000. Máy của nó là máy dầu 4 kỳ 4 xi lanh hãng hàng. Máy rất là tiết kiệm nhiên liệu, chạy rất là sướng. Đó, chỉ khoảng con xe này bên mình dự kiến cho bán cho anh em là 95 triệu có thương lượng mạnh cho anh em đi xem xe và trải nghiệm cùng xe bên mình. 95 triệu có thương lượng nha. Nếu anh em thích cái mẫu xe tải nhỏ gọn xinh xắn này cứ đến đây xem xe trải nghiệm và lái thử, nếu cảm thấy phù hợp thì cứ đưa anh em nó về phục vụ được cái nhà vận tải chuyển hóa của anh em quý hàng của bạn. Siêu phẩm đến từ Hàn Quốc. Cảm ơn anh em quý hàng của bạn theo dõi cái video này. Xin chào và hẹn gặp lại anh em quý khách hàng của bạn trong những cái video báo giá cũng như cập nhật liên tục tình hình giá cả xe đế cũ tiếp theo của mình và những mẫu xe đế cũ đang có mặt trên thị trường. Cảm ơn anh em quý hàng của bạn rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại anh em quý hàng của bạn trong những cái video tiếp theo của mình.